Mình sau 3 triệu 800 GP giờ xuống còn 3 triệu 700 GP. Ok, và xin chào tất cả những người đang quay trở lại với channel của mình. Thì sau ngày hôm qua khi mà Kodabi đã bóc National Team với các cầu thủ icon là Pirlo, Owen và Kohler thì rất nhiều anh em bảo là quay bóc này làm gì cho phí, đợi tuần sau 2000 coin sẽ có một số bóc ngon hơn, mà 2000 coin anh em sẽ sở hữu được rất nhiều cầu thủ của bóc đó. Thì ok, nói chung anh em nào để dành thì cứ để dành, và anh em nào mà để dành thì cái clip này là clip dành cho anh em khi mà anh em không không tiêu được coin, anh em rất ngứa tay quay cầu thủ đúng không? Thì hôm nay mình có 3 triệu 800 GP đấy, dành cho những anh em nào nhiều GP. Mình sẽ đi săn lùng cái bản bản mà standard rất quý mà chỉ xuất hiện 1% thôi. Anh em nhìn thẻ Nguyễn Quang Hải này và tất cả những cầu thủ ở đây đều là những thẻ rất là bình thường của thẻ standard, nhưng mà bây giờ mình sẽ cho anh em biết một cái này mà không nhiều anh em biết, tức là mỗi cầu thủ standard mà anh em mua ở phần contract này này nó sẽ có tỷ lệ 1% ra cầu thủ siêu 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 đặc biệt standard playlist. Tại vì sao lại siêu đặc biệt? Bởi vì khi mà ví dụ anh em nhìn Lewandowski nhá, ở đây là thẻ bình thường đó, chúng ta sẽ có style gold voucher này, chỉ số các thứ này, và cái phần team play style nó không có chỉ số nào mắc 99 đúng không? Nhưng mà khi anh em mở ra được cầu thủ đặc biệt của standard thì nó sẽ có một trong năm cái chỉ số team play style sẽ có mắc 99, ví dụ như possession game nó sẽ là mắc 99 chẳng hạn, và style nó sẽ thay đổi đi, nó không phải gold voucher nữa mà nó có thể là dummy runner hoặc là cái gì gì đó đó. Thì cái thẻ này và cái ngày hôm nay là mình sẽ đi săn lùng các cầu thủ Việt Nam để xem là với 3 triệu 800 GP thì mình có thể săn được những có nhiều cầu thủ đặc biệt như vậy hay không. Ok, nói chung là khá là khoai đấy anh em ạ, tỷ lệ 1% thì quay mở quay 100 lần thì may ra mới được một lần. Ok, mình vẫn sẽ chú trọng đến những cầu thủ gọi là chủ chốt của đội hình mà mình cảm thấy ok. Thứ nhất là Nguyễn Quang Hải 4.000, nếu mà anh em quay ra mà không được cầu thủ đặc biệt đấy thì anh em sẽ bán đi nhá, bán đi xong lại quay tiếp đó. Có phần chấm than cho anh em đọc này, what a foil player, cầu thủ foil player là cầu thủ gì? Khi bạn ký cầu thủ standard bạn sẽ có 1% nhận được foil version. Foil là cái gì anh em ạ? Cái phiên bản này sẽ là thỉnh thoảng sẽ có cho ra một style khác và sẽ luôn luôn có một chỉ số mắc của team play style đó. Anh em nhìn nó 1% không, ngon không? Cái lý do ngày hôm nay mình làm clip này bởi vì là clip review box legend derby thì nó rất là dài. Ok, nó hiện ra như này thì là bình thường anh em nhé, vẫn là bản bình thường thôi, bán luôn anh em ạ. Nó phải hiện ra là bạn đã mở được cái phiên bản đặc biệt cơ, phiên bản giới hạn đấy, rất khó anh em nhé, không phải là lúc nào cũng ra đâu, 1% mà đơn giản đâu. Ok, tiếp vẫn không được, khó đấy. Đấy là ví, đấy là với những cầu thủ thấp, tiền thấp như kiểu là cầu thủ Việt Nam thì còn đỡ, chứ mà anh em mua toàn Ronaldo với Messi mà anh em săn cái bản đấy thực sự là vô cùng khó luôn. Không được 3 lượt, mình sẽ thử xem bao nhiêu lượt thì sẽ ra anh em nhé, thử xem bao nhiêu lượt thì sẽ được cái phiên bản đấy. 4 lượt này, không được luôn. Ta cứ quay xong chúng ta bán thôi, nó như kiểu quay iconic ấy, quay đúng như là quay iconic thật. Không được, bản đấy thì nhiều anh em nói bản cầu vồng hay gì gì đấy, bởi vì cái nền thẻ nó có thêm một vài cái gọi là chất hơn, nền nó có thêm vài cái ô lưới lưới nhìn nó chịu to hơn, anh em để ý là sẽ thấy được này, khó thích, siêu khó anh em đấy, 1% thì cực kỳ khó đấy, ra được là may mắn lắm ấy. Ở tí mình nếu mà mở được Quang Hải cái bản đặc biệt đấy thì mình sẽ mở nốt Hoàng Đức đặc biệt đó. Được, ở Hoàng Đức đặc biệt này, Tuấn Anh đặc biệt này, xong rồi Phan Phan Đức với lại Nguyễn Văn Toàn nữa, toàn những cầu thủ mình thấy là với một tiền Việt Nam thì những cầu thủ đấy đá khá là hay.
Ok anh em ở đấy, anh em thấy không? Mình sau 3 triệu 800 GP rồi xuống còn 3 triệu 700 GP. Tức là một mất bao nhiêu ta? À mình quay được Quang Hải từ Possess từ style vốn có là Gritty Playmaker đấy xuống còn 5 mi runner anh em ạ. Chuyển từ style thành 5 mi runner và họ mắc cho mình cái chỉ số possession game là kiểm soát. Ôi rồi ôi mình lại không thích cái chỉ số kiểm soát lắm. À và mình sẽ cho anh em nhìn cái thẻ này. Anh em thấy không? Cái nền nó đã khác so với cái thẻ vừa nãy rồi. Đây từ từ mình sẽ lock đã. Mình sẽ cho anh em thấy xem cái thẻ này và cái thẻ thẻ kia nó khác nhau cái gì anh em nhá. Đấy, nói chung là công quay rồi nó mới được đền đáp anh em ạ. Quay suốt từ 3 triệu 8 nó còn 3 triệu 7. Ok, my team. Ngon anh em ạ. 50 runner à? Vậy là đá được tiền tạo đấy. Ok đây, anh em nhìn cái thẻ này này. Nhìn cái thẻ, hai cái thẻ nó khác khác nhau không? Anh em nhìn hai thẻ nó khác nhau không? Mình sẽ chọn Ocean. Ok, cho nó đứng cạnh nhau anh em nha, nhìn cho nó anh em dễ phân biệt. AM của mình đâu? Đây, Quang Hải đây anh em ơi. Đó, cái nền quá ok luôn, nền chất lại đây. Còn đây là cái nền bình thường em này, cái nền bình thường bản cũ này. Còn đây là cái nền cầu vồng này. Anh em nhìn thấy nó khác không? Ý, anh em nhìn nhìn đèn nó rọi lên kìa. Ui rồi ôi đẹp. Và đây anh em nhá, vào đây detail cái thông tin này. Standard thôi, style Dummy Runner, chơi cánh, chơi giữa này. Possession game 99. Ôi rồi ôi, ngon ngay. Xếp vào đội hình ông huấn luyện viên Possession thì quá ok. Nhưng mình đang mong nó ra long bull counter cơ. Thôi không cũng không sao, mình đẩy quick counter lên được. Chỉ số này, chỉ số không biết không khác gì nhau không nhưng mà style thì nó đã thay đổi rồi. Đó. Rất nhiều. Ô, show control là cái gì đây? Nó có thêm vài cái skill lạ thật. Ok, đấy anh em nhá, nói chung là chúng ta sẽ hoàn toàn có thể săn được những cầu thủ này, à, hoàn toàn thể săn full đội hình với những cầu thủ style lạ độc như thế này. Nhưng mà nó sẽ mất công một chút, nãy giờ mình ngồi phải 15 20 phút đây anh em ạ thì mình mới quay ra được Quang Hải cầu vồng. Còn đấy thay luôn bản này thôi, nhưng mà không hợp sờ tay. Đó, không hợp sờ tay nên là nó chỉ số nó xuống một chút anh em nhé, không vấn đề gì. Đá được cánh này, đá được các thể loại. 50 runner thì giống kiểu hút người ấy, mình cho nên đá tiền đạo à, không được. Đấy, nói chung là clip này được chỉ đơn giản cho anh giới thiệu cho anh em biết là chúng ta sẽ có được sự xuất hiện của một cái loại thẻ mà ít người để ý, thẻ cầu vồng. Thẻ này thì thực sự là rất là đẹp và cái style nó khác đi. Họ cho mình thêm một cái chỉ số búp 99 có sẵn có. Rất ok, nói chung anh em nào bỏ thời gian ra để mà săn full đội hình này thì nó rất là xứng đáng nha. Ok, hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo và hy vọng là anh em có thể săn ra được nhiều cầu thủ mà như ý anh em muốn nha. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.